trả lời của em, nhưng mà chị thấy em lạc đề, chị thương em á, chị mới trả lời giùm em. Ngồi thôi thôi, bây giờ em của em trả lời đi đó. Em dành em trả đây. Hai đứa bị sao vậy? Thầy phải tập thể thao. Thôi nhưng mà con có cách làm đẹp theo chuyên gia rồi. Hello mấy baby của chị. Hôm nay á hả, chị sẽ share cái tip mà tại sao mọi người hỏi cái body của chị sexy và đẹp á. Thì thật ra nha, thật sự luôn, mọi người nhìn chị là chị tập thể dục nhiều lắm luôn. Nhưng mà không không nha, hôm nay tôi sẽ bật mí cho biết bây giờ ai đâu mà gánh mà kiểu mà thức sớm đồ này kia, chạy tập thể dục mất thời gian lắm. Chị là chị thiếu chỗ nào là chị đắp chỗ đó, mà còn mà chị dư chỗ nào là chị đi hút ra em ơi. Đời bây giờ 5.0 rồi. Không được đâu con, mình muốn khỏe đẹp mình phải tập thể dục mới có dáng eo thon đẹp, chứ không phải hở chút mà hút mỡ không bao giờ đẹp. Thôi bà, nó con nó lớn rồi để nó tự nhiên đi. Mẹ ơi gì con? Tức tức cơ phạm vi đó. Dạ. Chị lỡ tiếng quá. Dạ. Idol giới trẻ. Dạ, chào cô. Idol giới trẻ hả con? Dạ. À, chị live stream là say hi với chị. À. Như vậy là mẹ không thích. Mình phải tự nhiên mới đẹp chứ con. Em để chị tắt, chị giải quyết cái này cái, đợi mấy ba nha. Ủa cô, cái gì tự nhiên con? Thì cô nói tập thể dục tự nhiên thì mới khỏe đẹp, chứ gì nói ai. Ủa cô nói gì là sao? Ý cô nói con sửa hả cô? Thì ai sửa thì người đó biết. Trời đất ơi, cái gì mà kỳ vậy? Ủa tự nhiên khỏe, tập thể dục tự nhiên đẹp. Ủa rồi tới cái khúc đẹp, tới cái khúc hết mỡ chưa cô? Ủa tôi tập thể dục thì từ từ tôi đẹp. Từ từ tôi khỏe, tôi không phải lo thời gian sau này. Ủa cô tập bữa nay cao tập bao mấy năm rồi cô, mà từ từ đẹp, con chưa thấy tới khúc đẹp á nha cô. Vậy tôi khỏe mỗi ngày, tôi y thấy vậy là tôi thấy yên tâm. Dạ. Còn dạ ai như kia. Dạ dạ, cô giữ cái khỏe đó đi nha cô. Còn cái mỡ này nè, chồng á nó đi kiếm cái body như vậy nè cô. Bây giờ đàn ông ngán ăn thịt kho vịt mỡ lắm con. Nhưng mà cô thích con gái cô á là phải tập thể dục theo thời gian mới trường tồn, mới đẹp, mới khỏe được. Còn dao kéo nhiều quá chứ không phải như ai kia hút đi có ngày thành thảm họa. Ủa cô thấy cái khúc thảm họa chưa cô? Trời ơi thảm họa chưa, biết bao nhiêu người follow thức ngày thức đêm để coi cái body này mà nó thảm họa. Trời đất, hút mỡ bụng mà có gì hay ho đâu. Thà tập thể dục giống như tôi gì nè, còn nhiều follow hơn nữa. Tôi nè, chừng tuổi này nè, ai cũng mơ ước. Thôi bà ơi, khỏe mạnh kệ nó đi, giới trẻ nó làm gì làm. Đâu có được đâu ông. Đúng rồi đó chú, đúng rồi đó cô ơi. Thấy chú nó đúng rồi đó. Bây giờ mở ra một cái ý kiến. Con muốn khỏe đẹp hả? Người ta có cách chăm sóc đẹp đâu. Cô thích tự nhiên, còn con thích sửa, con thích mất thời gian. Mà cô nói hả, sửa này sửa kia, bệnh hoạn bệnh này kia. Cái chuyện bệnh là cái chuyện của con. Khi nào con bệnh tới thúc bệnh thì thôi. Không đúng. Đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Trời ơi chị, tự nhiên hả, con đi tập thể dục nha. Cái trời ơi chị, em muốn tập thể dục này cho nó khỏe nè. Ủa cô, đúng không cô? Dạ. Baby, con nín nha. Dạ. Nín. Chị, từ từ để tôi xử nhỏ này nha. Con sao vậy? Con là con nít nha. Người lớn nói cái gì thì mình im lặng, mình lắng nghe đúng, đúng sai đó, mình chị. Dạ, xin lỗi chị, để tôi nói với nó. Im lặng, con im lặng. Bây giờ con tính nói là con quen cái kiểu sống là ở Âu Mỹ, ở Tây là vậy ha. Bây giờ con có Tây ta, có Tàu cỡ gì đi nữa. Nhưng mà khi về Việt Nam con đừng có nhớ cái chuyện kính trên nhường dưới là của đúng mình. Đúng rồi chị. Dạ em con biết cô. Bây giờ con tốt bây giờ, quá, con cho con nói một bây giờ đi. Ăn hiếp, bây giờ cô cho con nói đi. Con nói theo tiếng lòng của con đi, rồi cô la con sao cũng được. Ai thèm ăn hiếp con. Nó. Để trời nó. Ơi lớn mà vậy còn sao mà rồi, cô giờ nói là được. Giờ nè, ví dụ như nha, con hít sữa cô thì cô hít tự nhiên. Nhưng rồi. Mà ví dụ như cô muốn á, cô không có đi theo cái hướng sữa thì cô có thể nói chuyện với cô con hả một cách bình thường. Tự nhiên con đi nghe sữa hơn này hơn kia, nói chuyện vậy giống như tát nguyên một thao nước vô mặt con. Cái đầu tiên là con sai. Dạ. Con là con nít. Dạ. Nha, người lớn nói là con phải lắng nghe, đúng sai gì mình sẽ tính sao. Còn cái thái độ của con như vậy là không được rồi. Đúng là con sống theo cái ý của con. Dạ. Nhưng mà giờ ở trong lối xóm với nhau, ở trong chung cư với nhau,
Nếu mà con làm gì á, người ta giận con một, nhưng mà người ta giận ba con tới 10 lần. Người ta nói là ba không biết dạy con, thì con có thấy cái cảm thấy cái điều đó buồn không? Giờ cô nói chuyện với cổ. Dạ. Dạ. Chị một. Dạ. Hồi nãy giờ á, tôi thấy chị la cháu Vi á, cũng có cái đúng nhưng mà cũng có cái chưa đúng. Sao là Vi nó cũng là con của gia đình bên ba má nó, con cháu người ta, phải con cháu mình đâu. Dạ. Ví dụ chị thấy cháu nó có một cái gì đó nó không hợp, không phù hợp với gia đình chị, chị góp ý. Nhưng mà nếu chị góp ý cháu nghe thì cảm ơn, còn cháu không nghe thì cháu có cái cách sống riêng của cháu. Nhưng mà chị biết không, em sợ con gái của em á nó bắt chước theo, em lo chị. Không, nhưng mà con chỉ coi thôi, con không có bắt chước. Thấy chưa, thấy nó xác nhận chưa? Vậy con có bắt chước hả con? Không. Vậy mà hồi nãy giờ mẹ tưởng là con bắt chước là mẹ lo. Anh có gì là anh khuyên bà xã nghe, đừng để làm quá trời tự nhiên trong lối xóm, dạ mất tình cảm với nhau. Giờ con cũng cảm ơn cô dạ. Cô dạ, con thấy dạo này da mặt của cô nó hơi sệ sệ đó, có công nghệ căng chỉ bây giờ im lắm á cô. Căng lên hả, là nó căng vậy nè, giống như á cái tính của cô đó, căng da mặt nó là xuất sắc luôn á cô. Con quen bác sĩ nhiều lắm, có gì cô anh bắt cho con. Con không nói gì trơn, cô con nói chơi á. Nhưng mà chừng nào cô có thay đổi ý định, cô điện cho con, nhắn tin cho con nha cô. Cái con nhỏ này thiệt.